ông cứ trồng, rồi chúng nó cứ phá. Ông có một mình không chống được nổi đâu. Mà cũng sắp đến kỳ đóng thuế, ông có đủ tiền chưa? Lão An, ra ngay ngoài đây để các cụ phán xử. Sao họ ác thế hả bà giáo? Cùng người làng người xóm với nhau mà cư xử như loài ác thú ấy. Quyền này có cả trong tay họ. Mình dân đen thấp cổ bé họng lấy chứng trộm khó lắm. Nề nếp nhà này sống phải có trên có dưới. Nề nếp nhà này không biết đẻ là bị tống ra ngoài đường. Tôi đang mang trong mình đứa con của thầy anh đó. Hai người biết con vàng nhà lão Hạc không? Đấy, thì con chó ấy, nó còn biết sống sao cho phải đạo, nữa là con người. Tìm cho bằng được Tàu Văn Tự. Mày đâu, đánh chết nó cho tao.